để lý giải cho việc vì sao lại chọn chữa bệnh cho những người hẹp đường sống. Vì nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, cũng chẳng ai chứng minh được người bệnh vì thầy mà chết. Và có một điều hiển nhiên, đó là nếu thực sự có tài năng và đạo đức, thì không việc gì phải hành nghề trái phép. Ngây thơ vốn là một đức tính của